quá ngon, cứng ngắt. Nè em, quá ngon luôn. Cái này mới ngon nè các bạn. Hình như cái trên á. Rồi. Được một khúc. Không sao. Chào cả nhà. Hôm nay hai vợ chồng đi cũng như là khám phá những cái chỗ mới. Chào cả nhà. Hôm nay thì hái cái chỗ kia rất là nhiều luôn. Hôm nay thì tụi mình đi khám phá chỗ mới coi có được nhiều nấm tùm nhung không cả nhà, để mình có nhiều cơ hội để hái được nhiều nấm hơn. Thì lên cái rừng này thì hai vợ chồng chạy xe ngang các bạn, thì thấy cái rừng lá kim rất là nhiều. Những cái tùng lá toàn là lá kim không à, cho nên rất là lý tưởng. Thì lên đây thì đất cũng có rêu, cũng có cát. Nói chung là rất là lý tưởng ha. Thì hai vợ chồng trèo lên đây kiếm thử coi có nấm không. Nếu mà có nấm thì đây cũng là cái chỗ mới của hai vợ chồng. Mời cả nhà theo dõi hai vợ chồng, hy vọng hôm nay tìm được cái chỗ mới rồi có nhiều nấm tùm nhung để cho cả nhà xem ha. Hôm nay thì trời nắng rất là đẹp. Ở đây thì những cây tùng nhung nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình sẽ tìm những cái cây cổ thụ to to để tìm. Hy vọng là có nấm ở chỗ này. Trên cao không thấy à ha. Anh thấy ở dưới, ở mấy dưới đường ở đất nó ngon hơn. Thấy gì không? Không. Anh đi qua đi, mà đi xuống mé dưới em. Ok. Để coi mấy cái góc này ha. Chỗ này thì còn hơi khô. Mà mé bên này nè, có nhiều cây cổ thụ nè. Trên đây không thấy á. Xuống đây đi. Ở dưới ấm ẩm chắc ngon hơn. Em nghĩ chỗ nào thấp thấp chắc ngon hơn. Chỗ này ở trên đây thì nó khô. Nhưng mà nếu mà khô mình tìm được thì nấm rất là ngon. Nè, xuống đây nè em. Ok. Thank you.
đúng rồi em Nhung, ngon quá. Quá ngon cả nhà. Phải thấy nấm đầy ghê luôn, cái nào có nấy nó bự vậy nè. Quá đã lắm. Wow, cái nấm tôm hùm. Wow, siêu to luôn anh ơi. Oh my god. Đây cái nữa nè. Quá trời quá đất không. Dữ luôn. Đây nữa nè. Hư không? Hư không? Cái này chắc hư rồi, cái này còn ok nè. Cái bự hả? Dạ. Nha. Anh phủi đất đi. Quá trời nó to à. Ừ, còn được nè. Nhất rồi. Phủ đất đi. Ở đây nó nè anh ơi. Giờ phủ đất này nè. Sao giờ nổi. Cái này phải ăn lắm Tùng Nhung mới giờ nổi. Buổi sáng chưa có ăn. Hư hả? Trời ơi, ổn quá, ngon quá nè. Nhà con. Đây nó là nó bị hư. Hả? Đây nó nè, tên tao. Ngồi đây nữa nè anh ơi. Nó được. Cái này mày hình như mình lại đây 2 tuần trước chưa có phải không? Dạ. Nó nhanh quá hả? Này nó hơi già. Nó đậm là hết ngon. Nó hơi già phải không? Nó hơi già. Hư hả? Không, cái kế bên chắc được à. Cũng cũng hơi già. Kiếm cái nào nữa. Cái cái nào nó còn nằm dưới đất á. Hư nó em. Còn cứng mà này nó bị nứt. Ô, chỗ này âm u nè anh. Ở nè. Ủa, đúng rồi. Đây, cái này ngon. À, bự quá nè. Đất chỗ này cũng lý tưởng nè. Chỗ đó đây. Này nè. Đâu đâu. Đâu em. Phải không? Ồ, đúng rồi. Còn nữa không? Búp nè em ơi. Đây nè các bạn. Wow, ngon quá. Một cái à. Wow. Đây u nó phải không? Quá đã luôn. Nè, yeah, cũng còn ngon nè em. Hai vợ chồng chạy ngang đây cái lên đây thử thôi, chưa không có đem bịch gì hết. Ô nè. Ô.
chỗ này không? Đây. Em ơi. Dạ. Quá trời luôn nè, đây cái nè. Cái nè hả? Ở đây nè, có cái con gì nó ăn rồi nè. Ồ mà. Ở bên kia có hai cái búp. Ở đây cái trước đi. Ừ. Trắng nõn luôn. Quá đã. Cái này thì không có mập bằng kia. Ừ. Nhưng mà ở đây chắc anh nghĩ nó có búp nè không? Mà gì nó dứt rồi, hai cái luôn. Chỗ này nó còn ủ luôn nè. Ừ. Ồ, chỉ còn cái gốc thôi. Hồ mà. Hai, nấu cháo. Ngon quá, còn gốc. Này coi nè. Nè. Chưa, coi. Ổn không? Coi nè. Ừ. Cái gốc đó nó ăn hết rồi. Ừ, cái này miếng ngon nè các bạn. Hình như em thấy trên nhé. Rồi. Được một khúc. Không sao. Hai chị chồng bữa nay là trước khi đi nói không là bữa nay là ngày khám phá tìm chỗ mới. Ồ, chỗ này cũng ngon nè. Đúng không ha? Được quá. Quá đã luôn. Mấy chỗ này nó u u rồi. Thì dễ thấy. Đâu đó đó. Ồ, đúng rồi. Đây nó nè. Núm trắng. Núm trắng. Ngồi chắc chỗ tự này. Nhiên. Chỗ này núm trắng này. Trắng rồi. Trắng rồi. Bên đây nữa nè. Núm trắng, trắng luôn. Tự nhiên ha. Chỗ này lần đầu tiên mình tới ra cũng không có rành địa hình thế nha, cho nên đi gần gần thôi, cũng không dám đi xa. Đây mình thấy cái u mà không biết phải. Ồ đúng rồi, ồ phải không ta? Ồ không phải đó nhờ, nắm gì đâu á. Nhưng mà cũng u cho cố. Nhìn nâu nâu giống y chang. Ở đây anh tìm đựng cái. Đựng cái. Hai cái luôn. Quá ngon. Ngon luôn. Đây nè. Rồi. Trái rồi, uống quá. Quá uống luôn. Anh làm gãi một cái là uổng quá. Ồ, quá đã. Nãy giờ bị quê hoài.
Ủa này đúng rồi nè. Đúng không? Yes. Hồ nó nằm trong rêu. Rất là ngon đó em. Dạ. Nó vô có từ ngoài vô chút xíu mà thấy nó u u. Wow. Quá ngon luôn. Cứ tưởng. À, giỏi vậy. Nấm ngon không ha? Mình vừa mới hái. Chùi cho anh ăn cho chùi. Chỗ này thì cũng khá lý tưởng, nhưng mà mình không có quen cái địa hình, ra cũng không dám đi xa. Hơi nữa là trời nắng ha. Ừ, trời nắng rất là đẹp luôn. Cái gì hơi u u rồi. Phải không? Không, dấu chân người ta. Ồ, có người đi hả? Ừ, chắc cũng có, ít thôi. Giờ thì mình tìm những cái cây thông to to cái nha. Này nấm sữa. Trời nắng đi vô trong rừng thấy nó có sinh khí. Với lại mình cũng có nhiều cái ánh sáng để mình tìm những nấm búp luôn. Còn trời u u không thấy đường. Ok. Ồ đi. Nó u giống bánh thửng luôn anh ơi. Phải không? Quá ngon cả nhà ơi. Đúng nó rồi. Wow. Phải nấm không? Yes. Đúng hả? Yes. Hay quá ta. Ồ quá ngon cả nhà. Ồ, có một cái bị hư rồi ha. Cái này nó bị mềm. Ở đây đá không, hình ra khi nó trồi lên được á. Rễ cây nè, hình ra khi nó trồi lên được là nó rất là mập. Wow. Vẫn còn là số 1 ha. Ủa, đây sưng sưng nữa nè. Ồ đúng luôn anh ơi. Nhiều không? Nãy anh đi vô quên đem cái bao tay. Cái này nó ngay cục đá rồi. Chắc phải nhờ anh rồi. Dỡ cục đá lên. Dỡ được không? Chắc là cần dỡ không? Đi. Ủa cần. Đây nữa. Cần không? Yes. Đâu? Ủa đây bự quá nè. Yes. Thấy cái đó đó. Đây. Nè. Anh nhỏ đi. Thôi anh nhỏ đi anh quấy cho. Quá đã luôn. Bự bự không mà nó còn tươi trong rồi các bạn. Quá ngon. Quá đã. Sao? Chưa. Có gãi hả? Đâu, đâu gãi. Con cái đó nó bị mềm, nó chung cặp á. Cái này chưa nhổ ra hả? Chưa nhổ ra. Đã luôn. Okay. Đây dứt ra với em đâu. Trong rõ. Đất chỗ này ngon quá ha. Ô chỗ này nứt ra phải không? Đó. Nè. Oh yes. Cái này có dứt cũng đâu được tại đá. Dứt mình. Ô cái cục đá bự quá. Oh yeah. Được rồi đó. Ồ mà quá đã luôn.
quá đã luôn cả nhà ơi. Chỗ này là mình nên phải không? Không phải. Chỗ này nè các bạn. Ồ đúng rồi. Ồ không thấy ta. Phải cần mắt nai cha cha cha. Đã quá. Cái chỗ hai vợ chồng hái mấy lần trước á, thì chỗ đó người ta hái rất là đông, nhưng mà nó ướt lắm cho nên nấm nó dù hết à. Ở đây thì cũng nấm có dù nhưng mà nó còn rất là ngon, nó mới dù thôi. Quá đã. Chỗ này nó làm phải không? Ờ đúng rồi. Oh my god. Thấy không? Ông nông dân này giỏi ta. Cái này là ông đi kiếm 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 ké của bà nông dân nè. Này mắc nai mà. Dục cái vỏ đó che lên. Không thấy. Không? Ồ quá ngon. Quá ngon luôn. Kiếm nước nước lại đi. Nấm sữa. Quá đã vậy. Ồ, kiếm gì mới ngon á cha. Hả? Kiếm gì mới ngon á ha? Ờ, chỗ này chỉ có hai vợ chồng thua ra mon, muốn làm gì làm. Ở đây tại vì những cái khu nó nhỏ ra cũng ít ai tìm. Ừ. Còn cái gần kia nó bự quá ra nhiều người tới quá. Đó, để anh đánh dấu. Là cái này là chỗ của hai vợ chồng nông dân. Mình gặm cái bảng ở ngoài đó mình để Tulamon. Private. Private property. Là ổ nấm tùng nhung của hai vợ chồng nông dân, không được đụng vào. Rồi, nhanh chưa, để anh đi kiếm coi. Okay. Dẫn nó đi, anh đi đi. Cái đó dẫn được mà. Mình đi tìm mấy cái gốc thông to to này, hay có nấm lắm. Oh. Yes. Ủa, lòi trắng trắng nha. Quá, quá xa ngon. Con cái ta. Nhìn cái kỹ không chừng còn nữa cả nhà. Bây giờ nó mới lên nó búp búp ra, mình cũng phải nhìn thật là kỹ thì mới có. Cái nấm tùng nhung này nếu mà ai mà phải giống như thật là thư thái cũng như là từ từ thì mình mới tìm được. Còn mà mình gấp rút quá thì thường mình tìm không có được nấm. Chỗ này em đã đi chưa? À, chưa. Em mới đi xuống đây nè. Hình như thấy u u. Có không? Coi có phải không? Ồ, nấm sữa anh ơi. Cũng u mà là nấm sữa.
cũng còn ngon. Này cây quá bự luôn. Còn cứng. Chỗ đó anh mới hái á. Wow, cái này nó bị dù luôn, uổng quá trời luôn. Này không biết được không? Ô này chắc còn được. Này dù dữ rồi. Còn nó cháo nữa. Ôi da, cái này hư luôn, cái này uổng quá. Chắc là cái này nè. Có dao chắc nè. Cái đó không được ha. Cái đó mềm rồi. Ồ, hình như chỗ đó phải không? Hay là cục đá? Cục đá. Nhìn nó u như bánh thử, chắc bánh nấm trắng quá. Ê, ở đây nè. Ồ, cái gốc này người ta hái, người ta hư ráo. Ủa? Hư hả? Hình như cái chỗ này nãy mình hái rồi. Anh hái hả? Hình như mình hái chứ. Em không nhớ. Chỗ này thì anh chưa lên nhưng mà... Ồ, đây có cá nè. Bự không? Thấy nó hẻ ra. Hẻ ra. Ê. Đây nè. Phải đây không? Nó phải không? Ô ô mà không phải. Nè. Ồ, wow. Dễ thương nha. Búp nè. Quay, chờ em. Ngon á. Rồi nó dù. Dù hả? Ừ. Tưởng nó búp. Ok nó đi. À, còn nữa không? Chỗ này uống nè. Không phải à. Ô đó không có lý tưởng. Ô mà hãy hẻ ra. Tưởng nó búp. Dụ. Còn được không? Đây có cái nắm dù. Cũng còn được. Cái cây bự bự như này các bạn, mình phải kiếm hết. Bà xã mình đi mấy bên kia các bạn, ở chỗ này thấy cái nó hẻ lên trắng nõn, rất là đã luôn. Nõn nà, trồng do, quá đã luôn các bạn. Hy vọng là búp.
đá ở dưới không. Đừng có bể ăn không, bể là bị phạt. Quá ngon, cứng ngắt nè em, quá ngon luôn. Thẳng luôn hư rồi. Ồ, không phải hả? Ai trạo rồi. Cái này chỗ này mình đi phải không ta? Này ai hái dụm lum luôn. Thì mình kiếm tấm tùm nhung này hay mình thấy chỗ nào mà người ta hái xong rồi để mình kiếm kỹ lại, nhưng khi nó còn sót ha. Thấy ô đây nó kiếm về chắc nó sửa quá. Ồ, nấm sữa. Ồ, đá. Không có cái gì luôn.